Chào mừng các bạn cùng trở lại với Timas Việt Nam. Ngày hôm nay mình đang có mặt ở trên một chiếc xe Mazda 3 rất là mới. Đó, chìa khóa vẫn còn trong bọc nhá. Và vị chủ nhân của chiếc xe này đã thay thế màn hình zin nguyên bản không cảm ứng được bằng một chiếc màn hình Android của Sepview với kích thước 10.25 inch bằng đúng với kích thước màn hình zin nhá. Đó, và cái giao diện Android cũng rất là hiện đại và thông minh. Đó, các bạn thấy này, cái mô hình xe Mazda 3 màu đỏ này. Đó, đúng với chiếc xe mà mình đang ngồi luôn. Và ngoài ra chúng ta còn có cái phần hiển thị giới hạn tốc độ theo vị trí xe của chúng ta nữa, lúc nào nó cũng sẽ hiển thị ở trên màn hình và chúng ta có thể điều khiển hoặc là di chuyển cái cảnh báo này ở bất cứ vị trí nào để thuận tiện cho chúng ta quan sát. Và với việc thay thế màn hình Android, chúng ta sẽ có được rất nhiều những cái tiện ích, ví dụ như là camera 60 hay là các tiện ích về giải trí hay là chỉ dẫn đường đó. Còn với vị trí người ngồi lái xe, đây ví dụ như mình đang ngồi lái này, thì cái việc mà để thao tác cảm ứng gần như là rất bất tiện cho người lái. Đó, thay thế vào đó chúng ta sẽ có được một cái tiện ích, đó là ra lệnh giọng nói ở trên vô lăng. Đấy, điều khiển các tính năng ở trên màn hình rất là tiện, vừa tập trung lái xe nhưng vẫn có thể điều khiển được màn hình nhá. Ví dụ này, chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Đấy, đây là bản đồ Google Maps và chúng ta sẽ có được cái cảnh báo tốc độ ở đây, rất là hay và rất là tiện ích này. Tránh bị phạt nguội nhá, hay là tránh vi phạm tốc độ đấy. Hoặc là mình có thể mở video cũng bằng thao tác ra lệnh giọng nói. Mở video nhạc chữa lành. Đang mở video chữa lành. Đó, xem nhá. Chữa lành luôn. Đấy, và cái việc mà hiển thị tốc độ đây này luôn giúp cho chúng ta kiểm soát được cái tốc độ giới hạn, rất là hay nhá. Ngoài ra thì với việc ra lệnh giọng nói, chúng ta còn có thể tra cứu được phạt nguội. Đây có lẽ là một cái thông tin mà cũng rất nhiều người quan tâm đúng không ạ? Tra cứu phạt nguội biển số 30H62289. Đang kiểm tra phạt nguội biển số 30H62289. Xe của bạn hiện có một lỗi vi phạm. Đấy, ôi, bị lỗi luôn rồi này. Xe mới đi lăn bánh một tí thôi mà cũng bị vi phạm này. Các bạn thấy không? Rất là tiện ích nhá. Và để tránh cho chúng ta bị lặp đi lặp lại một cái lỗi nhiều lần đó. Và ngoài ra chúng ta có thể tra cứu phạt nguội ở bất kỳ biển số xe nào. Ngoài ra, một tiện ích rất thú vị dành cho những ai ngồi ở ghế sau muốn điều khiển một số tính năng giải trí trên màn hình mà không cần phiền đến người lái xe, đó là chỉ với chiếc điện thoại trong tay, chúng ta sẽ tải về ứng dụng có tên là Timas miễn phí ở trên App Store cũng như là CH Play nhé. Chúng ta sẽ đăng nhập vào này, điều khiển màn hình này, mở này, YouTube này, chọn một bài hát của Taylor Swift đi, chọn ấn này, ngay lập tức màn hình mở luôn. Mình chọn một bài khác nhé. Để các bạn thấy cái tốc độ phản hồi như nào. Rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, ngoài ra chúng ta còn có thể xem TV này. Thoải mái chọn các kênh. Đấy, VTV4, VT1, 23. Hay là radio, rất nhiều kênh này. Và ngoài ra một tiện ích cũng rất là hay, đó là khi mà chúng ta lắp SIM data tốc độ cao vào màn hình Android Sepview dành riêng cho Mazda, thì màn hình có thể phát Wi-Fi cho tất cả các thiết bị di động trên xe cùng sử dụng Wi-Fi này. Và đây cũng là một cái giúp cho chúng ta tiết kiệm được chi phí khi mà không phải mua thêm một bộ thiết bị phát Wi-Fi đúng không ạ? Đây, mình có thể vào phần cài đặt này của điện thoại để tìm cái Wi-Fi có tên là màn hình Sepview này. Đó, và như vậy là mình không cần phải sử dụng 4G nữa mà sử dụng trực tiếp Wi-Fi luôn nhá. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn về sản phẩm màn hình Android Sepview dành riêng cho Mazda 3. Các bạn đánh giá sao về sản phẩm này? Hãy cùng để lại bình luận ở phía dưới. Và chúng ta sẽ còn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.